hồi thứ năm tiếp hịch văn các trấn ứng tào công phá quan ải tam anh chiến lã bố nhắc lại trần cung rút gươm đang sắp hạ thủ bỗng lại nghĩ mình vì việc nước theo hắn tới đây nếu lại giết hắn thì mình cũng bất nghĩa thôi thì bỏ quách hắn mà đi nơi khác vậy bèn tra kiếm vào vỏ lên ngựa không chờ trời sáng. Đi về hướng đông quận. Khi Tháo ngủ dậy không thích cung đâu. Nghĩ bụng. Cái anh chàng này, nghe mình nói câu hôm qua, nghi mình là kẻ bất nhân, nên bỏ mà đi đi. Mình phải đi gấp, không thể ở lâu. Liền đi một mạch tới Trần Lưu tìm cha, kể lại những việc xảy ra trong kinh. Rồi ngỏ ý Muốn phá tán của nhà đem chiêu mộ nghĩa binh Tào tung nói Của nhà có được bao lâm sợ không nên việc Ở vùng này có ông Đỗ Hiếu Liêm Họ vệ tên Hoàng Là người sinh tài trưởng nghĩa Mà gia tư hàng cử phú Nếu được ông ấy giúp cho mới có thể mưu việc Tháo bèn mở tiệc rượu Mời vệ Hoàng đến nhà yến ẩm Rồi ân cần bày tỏ chí mình nay nhà hán vô chủ đống trác thì chuyên quyền dối vua hại dân thiên hạ đầu đầu nghiến răng căm giận tôi muốn ra sức vò xả tắc ngạc gì sức không đủ thấy ngài là bậc nghĩa sĩ tôi muốn cầu ngài giúp cho cùng phò nhà hán tuyệt quốc gia may mắn muôn vàng chẳng hay tùng ý như thế nào vệ hoàng khẳng khái nói lòng tôi từ lâu vẫn muốn như vậy mà tiếc chưa gặp được anh hùng nay mạnh đức đã có chí lớn tôi nguyện đem hết của nhà ra giúp tao rất mừng liền thảo tờ kiểu chiếu phân phát đi khắp các đạo rồi chiêu tập nghĩa binh kéo cờ trắng đề hai chữ trung nghĩa rất lớn chưa được mấy ngày các dũng sĩ tới ứng mộ đông như nước chảy ngày kia có một người ở đất bình dương nước vệ họ nhạc tên tiếng, tự là Văn Khiêm, tới theo tháo. Rồi lại có một người áp dụng Sơn Dương, huyện Cự Lộc, họ lý tên điển, tự là Mang Thành, cũng về theo. Tháo lưu dùng làm thủ túc dưới trướng. Kế đó, có người nước bái, ở tiêu quận, là Hạ Hầu Đôn, tự là Nguyên Nhượng, đến giúp. Đôn vốn dòng dõi đại tướng Hạ Hầu Anh thời xưa từ nhỏ đã học nghề bắn cung, múa thương. Năm 14 tuổi, theo thầy học võ, gặp kẻ chửi mắng thầy, đôn nổi giận giết kẻ ấy, rồi trốn ra xứ ngoài. Nay nghe tàu Tháo khởi binh, đôn cùng em là Hạ Hầu Uyên, mỗi người dẫn một ngàn tráng sĩ tới hợp quân với Tháo. Hai người này vốn anh em họ của Tháo, vì cha Tháo là Tung, vốn họ Hạ Hầu sao làm con nuôi nhà họ Tàu, mới đổi ra họ này. Ít lâu sau, lại có anh em Tàu Nhân, Tàu Hồng, mỗi người dẫn hơn một ngàn quân tới giúp. Tàu Nhân tự là Tử Hiếu, Tàu Hồng tự là Tử Liêm. Cả hai đều giỏi nghề bắn cung cưỡi ngựa, giỏ nghệ tinh thông. Tao rất mừng, ngày ngày cho điều luyện quân mã ở trong thôn. Vệ quằn thì bỏ của cải ra, sắm áo giáp cho quân sĩ, và mai cờ quạt tàn lọng. Người bốn phương tải lương thực tới giúp rất nhiều. Nói về viên thiệu, tiếp được kiểu chiếu của Tháo, liền tụ tập các tướng văn võ, dẫn ba vạn quân rời bột hải, tới hội tề với quân Tàu. Tháo bèn thảo tờ hịch, gửi đến các trấn chư hầu. Hịch văn như sau bọn tháo chúng tôi xin đem nghĩa lớn cáo thiên hạ. Tặc thần động trác, dối trời lừa đất, hại nước giết vua, làm u uế nơi cung đình, tan sát bao sinh linh. Thật là giống lan sói bất nhân. Tội ác chất đầy trời ngập đất. Nay chúng tôi dân mật chiếu thiên tử, đại hội nghĩa binh, tề quyết sạch trong ngoài, tru lục bè lũ hung bạo mong giấy nghĩa sư, rửa mối hận chung, vò trì dương tức, cứu nạn lê dân. Hịch này tới đâu, ngày nào, nơi đó nên phụng hành tức tốc. Hịch văn phát đi, chẳng bao lâu có rất nhiều trấn chư hầu khởi binh kéo tới hưởng ứng. Các trấn ấy như sau. Trấn thứ nhất, Nam Dương Thái Tú hậu tướng quân Diên Thuật. Trấn thứ hai, Ký Châu Thứ Sử Hàng Phước trấn thứ ba dự châu tứ sử khổng do trấn thứ tư duyện châu tứ sử lưu đại trấn thứ năm hà nội thái thú dương khuôn trấn thứ sáu trần lưu thái thú trương mạc trấn thứ bảy đông quận thái thú kiều mạo trấn thứ tám sơn dương thái thú viên di trấn thứ chín tế bắc tướng bảo tính trấn thứ mười bắc hải thái thú khổng Dung, trấn thứ mười một quảng lăng thái thú trương siêu trấn thứ mười hai từ châu thước sử đào khiêm trấn thứ mười ba tây lương thái thú mã đặng trấn thứ mười bốn bắc bình thái thú công tôn toản trấn thứ mười lăm thượng đẳng thái thú trương dương trấn thứ mười sáu trường sa thái thú ô Trình hầu tôn kiên thứ 17 Bột Hải Thái Thú Kỳ Hương Hầu Duyên Thiệu Các trấn này hợp với đạo quân của Tào Tháo nữa là 18 đạo tất cả. Các lộ quân mã nhiều ít không đều nhau. Có đạo chỉ được hơn một dạng, có nhiều đạo tới ba dạng. Đạo nào cũng đủ mặt văn quan võ tướng, nhắm hướng Lạc Dương kéo tới tụ hội. Bây giờ quan thái thú Bắc Bình là công tôn toản thống lĩnh một dạng năm ngàn tinh binh kéo qua đức châu đến huyện bình nguyên thì thấy xa xa dưới rặng dâu um tùm có lá cờ vàng bay phấp phới Giờ mấy người cưỡi ngựa ra đón toản nhìn kỹ thì ra lưu quyền đức toản hỏi kìa hiền để ở đây quyền đức nói ngày trước nhờ anh bảo tố bị được làm quyện lệnh nơi này nay nghe đại quân đi qua, em ra đoán rước. Mời anh vào thành nghỉ ngựa chốc lát à. Toản trỏ quan trương mà hỏi. Những ai đây? Đây là quan vũ với trương phi, anh em kết nghĩa của bị. Có phải những người đã cùng hiền đệ phá giặc và khăn vàng ngày trước chắc? Thưa dân, em chỉ nhờ sức hai người này đó. Hai người hiện nay giữ chức gì? Quan Vũ làm tay má cung, Trương Phi làm tay bổ cung. Toản thở dài nói, Như tên này thật là mai một anh hùng. Nay động trác làm loạn, thiên hạ chư hầu cùng hợp binh diệt nó. Hiền đệ nên bỏ chiếc quan nhỏ này, cùng đi đánh giặc, vò nhà hán mà lập công. Hiện đệ nghĩ sao? Nguyên Đức nhận lời cùng đi. Trương Phi nghe nhắc đến cái tên động trác thì chặt lưỡi nói, nếu trước kia anh để em giết quách thành giặc đó, thì còn đâu cái dạ ngày nay? Dân trường đáp. Việc đã gấp rồi, chúng ta nên thu xếp đi ngay. Thế là quyền đức cùng quan trương dẫn dâm tên quân kỵ, đi theo công tôn toản. Khi đến nơi, tào tháo ra đón tiếp, rồi các trấn chư hầu cũng lục tục kéo tới. Đầu đế hạ trại an dinh liên tiếp nhau hơn ba trăm dặm. Tào Tháo sai mổ trâu giết lợn, hội đãi chư hầu và bàn mưu lược tiến binh. Thái thú Dương Khuôn nói, Này chúng ta hợp nhau làm việc đại nghĩa, thì trước hết nên lập một vị minh chủ, trông coi toàn thể việc quân cơ, rồi sau mới tiến binh được. Tào Tháo nói, Viên Bản Sơ là dòng dõi danh gia, đã bốn đời làm tam công môn hạ thủ túc ở khắp nơi, lại là danh tướng của hán triều. Thật đáng là minh chủ, xin nhận đi cho. Dân thiệu còn khiêm tốn, hai ba lần từ chối. Các quan đều nói, Phi bán sơ, không xong. Bấy giờ thiệu mới nhận lời. Hôm sau, một cái đài ba tầng được xây lên, chung quanh đài cấm cờ xí ngũ phương, bên trên cắm cờ mau trắng và cây bút vàng. Bài đủ binh phù tướng ấn. Chư hầu mời minh chủ đăng đàn hành lễ. Diên thiệu xốc áo, đeo gươm, trịnh trọng bước lên đàn, đốt hương lạy hai lạy, rồi đọc lời thề rằng. Nhà hán không mai, hoàng cương tất tấn, tặc tần đống trác thừa cơ làm ác, gia hại cả đấng chí tùng, tàn ngược cấp trăm họ bọn thiệu tôi cùng lo sợ xã tắc đổ mất, nên hợp nghĩa binh cùng cứu nạn nước. Phạm đã ở trong khối đồng minh, đều nguyện dốc hết sức mình, giữ trọn thần tiết, quyết chẳng hai lòng. Ai trái lời thề này, sẽ dông tính mệnh không thể bảo tồn. Xin hoàng thiên hậu thổ tổ tông minh linh chứng giám. Đọc xong, mọi người làm phép sát quyết. Chú thích sáp huyết, chích ra một tí máu, bôi vào mép làm phép uống máu ăn thề. Đọc tiếp. Nghe những lời khẳng khái, ai ai cũng rơi lệ. Sáp huyết xong, các quan xuống đàn, mời viên thiệu thăng trướng ngồi trên cao. Còn hai bên cứ chiếu tước dị và tuổi tác mà ngồi theo thứ tự. Tào Tháo đứng dậy mời rượu các quan. Được vài tuần, Tháo nói. Này, đã lập xong minh chủ, vậy ai nấy đều phải nghe lệnh điều khiển, cùng vò quốc gia. Không ai được kế mạnh yếu mà ghen ghét nhau. Nhưng thiệu nói, thiệu này tuy bất tài, nhưng đã thừa lệnh các quan làm minh chủ. Thì ai có công ta thưởng, có tội ta phạt. Nước có hình pháp, quân có kỷ luật, mong hãy tuân giữ cho, chớ có vi phạm. Các quan đều nói xin dân lệnh ngài. Thiệu bèn ra lệnh điều động. Em ta, viên Thuật, hãy nhận tổng đốc lương thảo, lo cấp ứng cho các trại, không được chỗ nào thiếu tốn. Lại cần ngay một tướng làm tiên phong, thẳng tới tị thủy quan khiêu chiến. Còn các đạo phải chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu, tiếp ứng lẫn nhau. Nghe dứt, thái thú trường sa là tôn kiên Hằng hái bước ra nói. Kiên này xin làm tiền bộ tiên phong. Tiểu mừng rỡ nói, phải lắm. Văn đài là trang dũng liệt, nên giữ chức này. Tôn Kiên liền dẫn binh mã bản bộ, tức tốc tới ải tị thủy đánh phá. Quân trấn ải dội cho người phi ngựa lưu tin về Lạc Dương. Tới phủ thừa tướng cáo cấp. Nói về động trác, từ ngày nắm quyền lớn triều đình, ngày nào cũng sai mở tiệc yến ẩm. Hôm ấy Lý Nho tiếp được văn thư cáo cấp, liền giao trình. Các quản sợ, vội triệu tập các tướng thương nghị. Ông Hồ lã bố bước ra thưa rằng. Phụ tân chớ lo, tụi chư hầu ngoài cửa ải con đều coi như cỏ rác. Con xin đem quân hổ làng đi chém hết đầu chúng nó, treo dưới cửa thành. Trác mừng rỡ, cười nói. Ai, ta có phụng tiền, gối đầu cao ngũ khị, chẳng lo gì nữa. Trác vừa dứt lời, bỗng có người đứng sau lưng lạ bố nói lớn. Các tiết gà cần gì phải dùng đến dao mổ trâu. Chẳng cần ôn hầu phải mở sức, tôi xin đi lấy đầu bọn chư hầu như lấy vật trong túi cho mà xem. Trác nhìn ra, thấy tướng ấy cao chính thước, mình hổ lưng lang đầu báo tay dượng, giống người đất quan tây, họ qua tên Hùng. Trắc mừng lắm, phong qua Hùng làm kiêu kỵ hiểu ý giao cho năm dạng quân má bộ, cùng với hộ chẩn, lý túc, triệu sầm, kéo ngay ra tị thủy quan nghênh địch. Bây giờ bên phía chư hầu có tế bắt tướng bảo tính, thế tôn kiên được làm tướng tiền bộ, thì sợ tôn kiên chiếm mất công đầu mới ngầm sai em là Bảo Trung, kéo dội ba ngàn quân mã bộ, lẻn đi đường tắt, thẳng tới cửa quan kiều chiến trước. Hoa Hùng dẫn năm trăm quân tiếp kỵ, mở cửa quan kéo xuống như bay, miệng quát lớn. Tướng giặc kia, đừng hồng chạy trốn. Bảo Trung sợ quá toàn tháo lui, nhưng bị Hoa Hùng xông tới chém cho bụng đau, chết lăn xuống ngựa quân của Trung bị bắt sống rất nhiều. Hoa Hùng sai người đem thủ cấp của Bảo Trung về tướng phủ báo tin thắng trận. Trác Thăng Hùng lên chức đồ đốc. Sau đó Tôn Kiên dẫn bốn viên tướng tới cửa quan. Tướng thứ nhất vốn người hữu Bắc Bình, đất thổ ngân, họ trình tên phổ tự là Đức Mưu, sử dụng một cây thiết quyến xà mâu. Tướng thứ hai họ hoàng tên cái, tự là công phúc, người đất linh lăng, sử dụng một ngọn roi sắt. Tướng thứ ba họ hàng tên đương, tự công nghĩa, vốn là người linh chi thuộc liêu đông, cầm cái đại đao. Tướng thứ tư họ tổ tên mậu, tự là đại dinh người đất phú xuân, thuộc ngu quận, thì quen múa cặp sông đau. Tôn kiên, mình mặc áo giáp trỏ tay lên cửa ải mắng lớn thằng thất phu giúp giặc làm ác kia, sao không hàng ngay đi? Phó tướng của Hoa Hùng là Hồ Chẩn, dẫn năm ngàn quân, mở cửa kéo Xuân Nghênh chiến. Trình phổ liền phi ngựa ra, dung xà mâu tới đánh. Đánh nhau mới dài hiệp, phổ đã đâm một mâu, trúng ngay yết hầu hổ chẩn. Chẩn chết ngay dưới chân ngựa. Tôn kiền xua quân đánh giết tới sát cửa quan Quân trên ải bắn tên luyện đá xuống như mưa. Kiên tạm dẫn quân ra đóng đồn ở lương đông, sai người về báo tin thắng trận với dương thiệu và dục viên thiệu tiếp tế lương thảo. Bây giờ có kẻ nói dèm với thuộc rằng, Tôn Kiên là con hổ giang đông, nếu để cho chiếm lạc dương, giết được động trác, thì không khác gì trừ con sói để rồi rước lấy con hùm chi bạn đừng phát lương cho nữa quân kiên ắt phải thua Diên thuật nghe theo không phát lương thảo cho kiên quân kiên thiếu ăn quả nhiên lòng hoang mang rối loạn quân thám tính dọ biết như thế liền báo tin về cửa quan lý túc bàn với hoa hùng đêm nay tôi xin dẫn một cánh quân theo đường nhỏ kéo xuống đi vòng phía sau tập hậu trại tôn kiên con tướng quân thì kéo thẳng xuống đánh mặt trước. Như thế ác bắt sống được nó. Qua hùng y kế, truyền quân sĩ ăn cơm no nê, rồi đang đêm lén xuống ải. Đêm ấy, trăng thanh gió mát, kéo tới trại tôn kiên thì vừa nửa đêm. Hùng liền nổi trống chiên in ỏi, xua quân đánh tốc vào. Tôn kiên bị đánh bất ngờ, hút quảng mặc áo giáp lên ngựa. Vừa xông ra, đã gặp ngay qua hùng. Hai ngựa quần nhau, hai tướng đánh lộn chưa được dài hiệp, thì quân Lý Túc phóng lửa đốt sau trại và đánh trấn vào. Quân sĩ của Kiên quảng kinh, rối loạn. Các tướng gặp đâu hỗn chiến với nhau đó. Duy có tổ mậu theo sát bên Tôn Kiên, phá dòng dây mà ra. Phía sau qua hùng đuổi riết, Kiên lấy cung rút tên bắn lại hai phát liền. Hoa hùng đều tránh được, kiên lấy sức bắn một phát thứ ba. Nào ngờ dùng sức mạnh quá, cây sung quả tước cứng như sắt phải gãy đuôi, đành dứt cung túc ngựa mà chạy. Tổ mẫu nói, Chú công đội cái mũ chớp đỏ, giặt trông rõ quá, xin cởi gấp đổi cho tôi. Kiên nghe lời cởi mũ mình đổi cho mẫu, rồi chúa tôi chia hai đường mà chạy. Quân lính của Hoa Hùng cứ trông theo cái mũ đỏ mà đuổi theo, kiên chạy rẽ vào con đường nhỏ thoát nạn. Con tổ mậu bị qua hùng đuổi gấp quá. Chạy tới chỗ có cái nhà của dân bị đốt, thấy có cây cột trái dở, mẫu táo chiếc mũ treo vào đó, rồi tạm lánh nhiều rừng cây bên cạnh. Quân qua hùng đuổi tới, dưới bóng trăng, thấy cái mũ đỏ sáng chói, liền bổ dây bốn mặt, nhưng không dám lại gần. Cứ dùng tên bắn như mưa chú thích. Đủ biết cái quai của Tôn Kiên không nhỏ. Đọc tiếp. Mãi sau mới biết mắt mưu, liền xông tới giật lấy cái mũ. Bây giờ tổ mậu từ trong rừng, bất tình linh đánh ra, qua đuôi đao lên chém qua hùng. Hùng quát lớn một tiếng, chém tổ mậu một đao chết lăn, lại thúc quân tàn sát đến lúc rạng đông mới trở về quan ải. Trình phổ hoàng cái Hàng dương ba tướng cùng đi tìm tôn kiên rồi thu tập tàn quân đóng lại trại sách kiên biết tin tổ mậu chết vô cùng đau xót liền sai người đi gấp về báo tin cho viên thiệu thiệu kinh hải than rằng không ngờ tôn văn Đại đã bị thua hoa hùng rồi triệu tập chưa hầu bàn tính các quan đều tới một lúc chỉ có công tôn toản tới sau Thiệu mời vào cùng ngồi trong trướng rồi nói. Trước đây, em bảo tướng quân đã không tuân lệnh điều khiển, tự tiện tiến binh, đến nỗi dòng từng hao tổn khá nhiều quân mã. nay văn đài lại thua qua hùng, làm giảm nhuệ khí của quân ta. Phải làm thế nào bây giờ? Chư hầu ngồi im, không ai nói gì. Thiệu đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy sau lưng công tôn toản có ba người dung mạo khác thường đang đứng tủm tỉm cười chú tích. ba người như thế mà phải đứng sau lưng người ta đáng than dài một tiếng đọc tiếp thiệu hỏi chẳng ai người đứng sau công tôn thái thú kia là ai vậy công tôn toản bảo quyền đức bước ra rồi đáp À, đây là người bạn học từ thuở thơ ấu của tôi, hiện làm quyện lệnh Bình Nguyên, tên là Lưu Bị. Tào Tháo liền hỏi, có phải là Lưu Quyền Đức, người đã phá giả căn vàng ngày trước đó không? Chú thích, Tào A Mang tin đời và nhớ dai lắm. Đọc tiếp, Toản đáp rằng phải, rồi bảo Quyền Đức ra chào chư hầu. Nhân thể, toản kể công lao và đem thân thế tông phái của quyền đức ra, thuật lại cặn kẽ rõ ràng. Diên Tiệu bèn nói, Đã là người tôn thất nhà Hán, thì xin mời cùng ngồi. Chú thích Diên Tiệu chỉ trọng gia thế, không biết trọng công lao. Đọc tiếp Quyền đức kiêm tốn từ chối, không dám ngồi. Tiệu nói, không phải chúng tôi trọng cái chức của ông đâu, mà chúng tôi trọng ông vì ông dòng giỏi nhà vua đó. Bây giờ quyền đức mới ngồi vào chiếc ghế cuối cùng. Quan trường khoanh tay đứng hậu sau lưng. Bỗng có thám tử vào báo. Qua hùng dẫn quân tiết kỵ từ cửa quan xuống trước trại khiêu chiến. Hùng đem mũ của tôn thái thú mắc vào đầu cây gậy, dơ cao lên mà chửi mắng thậm tệ. Thiệu hỏi, ai dám ra đánh qua hùng? một viên kiện tướng của viên thuật đứng sau lưng chủ bước ra nói tiểu tướng xin xuất trận thiệu nhìn xem thấy là du thiệp thì mừng rỡ sai đi ngay thiệp lên ngựa ra khỏi được một lát đã có tin báo về du thiệp đánh với qua hùng vừa được ba hiệp thì bị hùng chém chết các quan đều lo sợ tứ sử hàn phức nói tôi có viên thượng tướng phan phượng có thể lấy đầu qua hùng. Tiểu dội sai Phượng ra đánh. Phượng giác một cái búa lớn, lên ngựa ra trận. Chưa được mấy chốc, lại thấy có thám tử phi ngựa về báo. Phan Phượng cũng bị qua hùng chém rồi. Các quan lại sợ tái mặt. Viên thiệu buồn rầu nói. Tiếc tài, hai viên thượng tướng nhan lương văn xú của ta lại chưa đến kịp. Nếu được một người tới đây, thì sợ gì qua hùng. Tiểu nói dứt lời, bỗng một người bước ra trước tệm, kêu lớn lên rằng. Tiểu tướng xin đi chém đầu qua hùng, về dân dưới trước. Mọi người nhìn xuống, thấy người đó cao chín thước, râu dài hai thước, mắt phượng, mai tầm, mặt như trái táo sinh đôi mà đỏ như gấc tiếng giang như chuông ngân, đứng hiên ngang chờ lệnh. Tiểu hỏi là ai? Công Tôn Toản nói. Đây là quan Vũ, em Lưu Quyền Đức đó. Hiện làm chức gì? Người này hiện còn là mã cung thủ của Quyền Đức. Dân thuộc ngồi trong trướng nghe thế, liền quát nạt dân trường. Mày khinh hết thấy chư hầu ta, không ai có đại tướng chăng. Mày chỉ là một tên mã cung, sao dám loạn ngôn? Quân bay đâu? Đánh đuổi nó ra ngoài kia. Tào Tháo vội ngăn lại. Ê, công lộ hay bớt giận. Người này đã dám đại nguồn, ắt có dũng lược. Ta cứ thử xa ra đánh. Nếu không thắng sẽ trách phạt cũng chưa muộn. Chú thích. Tàu A Mang có cặp mắt tinh đời lắm. Đọc tiếp. Diên Tiệu phân dân nói. Sai một tên cung thủ ra trận. Ác bị hoa hùng cười chết cho. Chú tích, rõ là anh nào em nấy, có mắt như mù, chỉ kệ có bốn đời tam công. Đọc tiếp, Tháo nói, tôi coi người này nghi biểu đâu có tầm thường. Hoa hùng làm sao biết được đây là một má công thủ. Dân trưởng hăng hái cam kết, nếu không thắng xin chém đầu tôi. Tháo bèn sai đem rượu hâm nóng ra tự tay rót một chén mời dân trường uống trước khi lên ngựa. Chú thích. Cử chỉ của Tàu A Mang đáng yêu quá. Đọc tiếp. Dân trường nói. Rượu, hãy cứ rót, tôi trở về ngay đấy. Nói rồi bước ra ngoài, cầm thanh long đao, phi thân lên ngựa. Chư hầu ngồi trên trướng, nghe bên ngoài trống trận gian rền, quân sĩ hò thét như sấm động, tự hồ trời rung đất chuyển, núi đổ đá băng, sóng trào gió thét. Các quan lo sợ, đang định cho người ra thám tính xem sao, thì bỗng tiếng nhạc ngựa trở về, reo lên trước trướng. Và dân trường hiện ra lẫm liệt, tay cầm cái đậu hoa hùng ném ụt xuống đất, rồi đưa tay đoán lấy chén rượu đang còn nóng hổi. Người sau có bài thơ khen quan công chém hoa hùng như sau. Trước trận gian trời tiếng trống rung, đi về phút chốc, rượu còn nồng. Chém đầu tướng giặc, coi như bẩn, rượu tiễn thành ra, rượu thưởng công. Nguyên văn Uy trấn càng khôn, đệ nhất công. Diên môn quả cổ, hưởng đồng đồng. Dân trường đình trảng thi anh dũng, tửu thượng ôn thời, trảm qua hùng chú thích. Chữ hoa dùng để chỉ tên họ tên đất, thì đọc khứ thanh, họ quá, đất quá. Đọc tiếp. Tào Tháo mừng rỡ vô cùng, bỗng trương phi tự sau lưng quyền đức chạy bổ ra trước trướng, kêu rống lên như sấm rền. Anh tôi đã chém được qua hùng, sao không đánh luôn vào cửa quan mà bắt thằng đống trác đi, còn đợi tới bao giờ nữa? Diên thuộc nổi giận thét mắng. Các quan đại thần chúng ta đây còn phải khiêm nhượng. Mày chỉ là thằng tiểu tốt đầy tớ ông quyện. Sao dám giễu võ dương qua dưới chỗ này? Quân đâu? Đuổi hết chúng nó ra ngoài kia. Tào Tháo bực mình hỏi. Ai có công thì thưởng. Sao lại phân biệt sang hèn như vậy? Thuật nói. Nếu các ngài chỉ trọng một viên quyện lệnh, thì tôi xin cáo lui. Tháo lại phải giang hòa, lẽ nào vì một câu nói mà bỏ đại sự? Tao bèn bảo công tôn toản, hãy đưa ba anh em quyền đức về trại. Các quan giải tán, tháo bí mật sai người đem trâu và rượu tới trại toản, khuyến khích dỗ về ba anh em quyền đức. Chú thích Xin phục cặp mắt tinh đời của Tàu Mạnh Đức. Đọc tiếp. Bọn quân tàn bại của Hoa Hùng chạy về quan ải báo tin dữ. Lý Túc quán sợ, vội viết văn thư cáo cấp gửi về triều. Động trác tụ tập bọn Lý Nho, lã bố, bàn tính. Nho nói, nay ta thiệt mất thượng tướng Hoa Hùng, thế giặc mạnh lắm rồi. Viên thiệu làm minh chủ, mà chú của nó là viên ngũi, hiện làm thái phó trong triều. Nếu chúng nó trồng ứng ngoài hợp, thì rắc rối. Nên trừ trước đi rồi xin thừa tướng thân lãnh đại quân chia đường đi đánh mới được trác nghe lời kêu lý thôi quách tị dẫn 500 quân đi dây nhà thái phó di ngũi bất cứ già trẻ giết hết lại đem đầu ngũi ra bêu ở cửa quan làm lệnh sau đó trác khởi đại quân 20 mươi vạn chia hai đường kéo đi trước hết sai hai tướng lý thôi quách tị dẫn năm vạn quân ra tị thủy quang dặn rằng Chỉ cần đốc quân chống giữ chụp dưỡng, không được ra đánh nhau. Trác tử đem 15 vạn quân cùng bọn Lý Nho, Lã Bố, Phan Trù, Trương Tế ra giữ hổ lao quan. Cửa quan này chỉ cách Lạc Dương 50 dặm. Khi tới nơi, Trác sai Lã Bố đem 3 vạn quân mở cửa ra đóng trại lớn ở ngoài. Còn Trác dồn về trú trên ải. Quân lưu tinh của chư hầu, dò biết, dội báo ngay về đại trại viên thiệu. Thiệu tụ tập các quan bàn tính. Tào Tháo nói. Động trác đồn binh ở hổ lao quan là cố ý chặn đường chư hầu chúng ta đó. Giờ nên đem một nửa quân mã tới đánh. Viên thiệu bèn cử tám đạo quân, kiều mạo, dương khuôn, bảo tính, Diên Di, Cổng Dung, Trương Dương, Đào Khiêm và Công Tôn Toản, tới cửa hổ lao, ngân địch. Tào Tháo thì dẫn quân đi lại tiếp ứng cả hai mặt. Tám lộ chư hầu nói trên nhổ trại tiến binh. Thái thú Hà Nội là dân khuôn đi đầu, đến trước nhất. Lã bố liền dẫn ba ngàn quân tiếp kỵ xong tới đón đánh. Dương khuôn dàn quân mã thành thế trận, rồi dừng ngựa dưới cờ quan sát Bây giờ lão bố xuất trận, đầu đội mũ tử kim quang, ba chỏm che tóc. Mình mặc bách qua chiến bào, bằng gấm hồng tây xuyên. Bên ngoài lồng liên hoàng giáp, thú diện tôn đầu. Lưng thắt linh lung ngọc đới. vai đeo cung tên, tay cầm phương thiên hoạch kích. Ngồi trên ngựa truy phong xích thú. Trông thật đẹp tuyệt trận. Đúng là, người lão bố, ngựa xích thú vậy. Dương Khuôn quay lại hỏi các tướng. Ai dám ra đánh? Phía sau, một tướng cầm thương túc ngựa ra trận. Khuôn nhìn xem, thì ra phương duyệt, một danh tướng đất Hà Nội. Hai ngựa quần nhau chưa được năm hiệp, phương duyệt đã bị là bố đâm cho một kích, chết lăn xuống ngựa. Bố dung kích, xông sang đánh tràn. Quân dương khuôn đại bại, bỏ chạy tứ tán lã bố xung đông sát tây như chỗ không người. May có hai đạo quân kiều mạo viên di vừa tới kịp. Cứu được dương khuôn. Bây giờ lã bố mới rút về. Ba lộ chư hầu này đều tổn hao quân mã, phải lui ba mươi dặm hạ trại, rồi năm lộ khác cũng tới nơi. Tám chư hầu họp bàn, đều chịu lã bố là anh hùng, không ai được nổi. Đang khi bàn tính, bỗng tên tiểu hiệu vào báo, lã bố lại kéo tới khiêu chiến. Tướng hiệu của tám lộ đều lên ngựa một loạt, chia tám đường kéo ra bố trí trên gò cao. Nhìn sang bên kia, tay lã bố kéo một cánh quân, cờ bay phất phới, thẳng tới xung trận. Bộ tướng của Trương Dương là một thuận, dục ngựa cầm thương ra đón đánh, nhưng bị lã bố đâm liền cho một kích chết lăng các tướng sợ xanh mặt. Bộ tướng của Khổng Dung là Vũ An Quốc, Nhội dung cây tiếp chùy phi ngựa ra tiếp chiến. Là bố giờ kích đoán đánh. Vừa được 10 hiệp, bố đâm An Quốc một kích, đứt lìa cánh tay. An Quốc buông rơi cây chùy sắt xuống đất mà chạy về. Thấy nguy, cả tám quân mã cùng đổ xô ra một loạt mới cứu được Vũ An Quốc. lã bố tạm lui về, chư hầu cùng về trại họp bàn tào táo nói lã bố anh dũng vô địch ta nên họp hết thảy mười lộ chư hầu lại lập kế hay mà bắt nó đi bắt được lã bố việc đóng trác dễ dàng ngay còn đang bàn bạc chưa xong thì lã bố dẫn binh tới thách đánh nữa tám lộ chư hầu lại kéo ra giặc trận bây giờ thái thú công tôn toản bỗng hăng lên túc ngựa sấn ra, dùng ngọn giáo đánh lạ bố. Nhưng mới chống được có vài hiệp, đã đuối sức, phải quay ngựa chạy về. Lạ bố túc ngựa đuổi theo. Gió ngựa thiên lý xích tố bay như gió cuốn, nhái mắt đã gần kịp. Lạ bố giơ ngọn kích lên, nhắm vào lưng toản. Mũi hoạch kích sáng loáng đã hầu kề, để kết liễu tính mạng vị thái thú bắt bình thì bỗng nghe tiếng quát như sấm nổi lên. Thằng ở ba họ kia chớ chạy có trương phi nước yên đây thì ra trương phi đứng cạnh đó để nhảy ra cứu công tôn toản phi trợn mắt ốc tròn xoe râu hùm dựng ngược cầm trượng xà mưu xông tới đánh lã bố lã bố bỏ toản quay sang đánh nhau với phi một mưu một kích gạt đâm đập nhau choang choảng hai ngựa quần lồng lộn, đánh tới hơn 50 hiệp mà chưa hơn thua. Thế vậy, quan dân trường liền dục ngựa, múa cây thanh long yển nguyệt đao nặng 82 cân, xông ra giáp đánh lạ bố. Ba con ngựa bây giờ đối đầu nhau thành chiếu đinh. Ba tướng ra sức đánh nhau. Quan trương, một đao một mâu, dùng đánh kịch liệt thêm 30 hiệp nữa, mà lã bố vẫn không nào núng. Quyền Đức đứng trong trận thấy cảnh đó, liền hăng hái tinh thần. Cũng bố tích song cổ kiếm, túc ngựa Hoàng Tông ra giúp sức hai em. Ba người bàn dây lấy lạ bố mà đánh. Ba con ngựa, ba tứ bình khí xoay tròn. Lúc trở đi, khi trở lại, như cây đèn kéo quân. Tám lộ chư hầu, vừa binh vừa tướng trên mười vạn người, đều chỉ biết ngết mắt, ngẩng mặt ra mà trông lã bố luôn tai luôn mắt, chống bên tả, đỡ bên hữu. Về sau biết sức đánh không nổi mới tìm cách thoát thân. Bố đưa kích nhắm mặt quyền đức đâm dưới một nhát. Quyền đức vừa nét tránh, tức thì lã bố theo góc đó giọt ngựa ra ngoài, rồi giác ngựa cây hoạch kích mà chạy về. Ba người đang hăng, nhất thể thúc ngựa đuổi riết. Quần mã tám lộ chư hậu, liền hòa reo gian trời, sông sang đánh giết. Chú thích. Mãi đến bây giờ mới được dịp trả thù. Đọc tiếp. Quân lão bố phải bỏ trại, chạy lên ải. Quyền đức cùng quan trương dẫn đầu quân tướng chư hậu, đuổi đánh tới tận hổ lao quan. Người xưa có làm bài ca, tam anh chiến lão bố như sau. Hán triều trải mấy đời răng giỏ, ánh hồng quang rạng bình minh đến đời hôn ám hoàng linh dần dương nhạt nắng xế trên non loại. giặc đổng trác đang tay thí chúa tiêu đế đành tác khổ hàm oan tuổi thơ hiến đế như gần hang hùng châm nhọn chập chờn cơn mê thịt tào tháo phát đi các trấn chư hầu đều nổi giận hưng binh phò vua lập hội đồng minh viên công, minh chủ, điều hành chư quân. Giao binh hổ lao quang dài trận, mấy tướng tài cam phận tử vong. Vì tai lão bố anh hùng, bốn phương vô địch, xung phong trận tiền. Giáp bạc sáng lòng tên vào áo, như giấy rồng kiên cố làm sao. Kim quang lấp lánh trên đầu, cài đuôi trĩ dĩ, dắt cao lưng trời. Đai ngọc thắt để lùi mặt hổ. Chiến y tung, phượng múa qua bay. Dưới chân bụi cuốn như mây, gió câu ngàn dặm một ngày rủi rong. Phương thiên kích một dung lên trước, chẳng khác gì mặt nước sao xa. Trận tiền truy sát băng qua, bên này các tướng, ai mà đảm đương. Mạng công tôn treo nhường sợi tóc, bỗng trương phi nhảy giọt răng ngăn thét lên như tiếng sấm rang, râu hùm dựng ngược, dung tràn xà mâu. Mắt nảy lửa, lăn vào ham đánh. Kích chạm mâu, loà ánh điện quang. Dư năm mươi hiệp chưa tường, bên nào thắng bại, ai nhường sức ai. Nóng lòng, động thần oai quang vũ, múa lông đao nhảy giọt ra theo. Ánh đao như tuyết bay dẹo, chiến bào xoay tựa qua gieo bướm giận ba ngựa chiến, gió quần rung đất. Tưởng chừng nghe quỷ khóc tầng gào. Mắt trừng như lửa đỏ ngầu, Lưu Quyền Đức cũng xông vào ra tay. Sông cổ kiếm như bay quanh trận. Ba anh em dây chặn bốn bề. Người đâm chém kẻ gạt che. Tiếng đau tiếng thét nghe ghê lạnh người. Sát khí bốc sung trời cao ngất. Mờ đấu ngưu bao quát chiến trường ôm hầu, liễu thế khôn đương, phá dòng dây, dội mở đường thoát tân. Chạy về hổ lao quang một mạch, Giác ngược cây hoạch kích ra roi, cờ nao lỏng đổ chơi vơi, một ven thua sắc tơi bời ba quân. Nguyên văn Hán triều văn vũ đương hoàng linh, diêm diêm hồng nhật tương tây trầm, giang tầng động trác phế thiếu đế nghị lập viên thiệu tác minh chủ thể phù dương tất định thái bình ôn hầu Lã bố thế vô tỷ hùng tài tứ hải khoa anh dĩ hộ khu ngân khải thể long tân thúc phát kim quang trâm trĩ dĩ sâm si bảo đới thú bình tuôn tác lạc cẩm bào phượng phi khởi long câu kiêu đạp khởi tiên phong hoạch kích huỳnh hoàng xạ thu thủy xuất quang nịch chiến thùy cảm đương chư hầu đấm liệt tâm hoàng hoàng dũng xuất yên nhân trương giật đức tú đề trưởng bác xà mâu thương hổ tu đao thụ phiền kiềm tuyến hoàng nhãn viên xanh khởi điện quan hàm chiến dị năng phân thắng bại trận tiền não khởi quan dân trường thanh long bảo đao sáng sương tuyết anh vũ chiến bào phi giáp điệp mã đề đáo xử quỷ thần hao mục tiền nhất nộ ưng lưu quyết anh hùng quyền đức chế sâm phong đấu tẩu thiên uy thi dũng liệt tam nhân vi nhiễu chiến đa thời già lan giá cách vô hưu yết ảm thanh chấn động thiên địa phiên sát khí mê mang đẩu ngư hàng, lã bố lực cùng tâm tấu lộ, giao vọng quan tiện phách mã hoàng, đảo đà hoạch can phương thiên kích, loạn tán tiêu kim ngũ thể phân, đôn đoạn nhung điệu tẩu xích tú, phiêu thân phi tượng ổ lao quang. Ba anh em quyền đức đuổi lã bố tới dưới ải, ngẩng đầu nhìn lên thấy gió tây lai động, cờ quạt bắp phới nghi trượng rỡ ràng. Trương Phi hô lớn rằng, Thằng đống trác kia rồi, đuổi lão bố làm gì nữa? Phải bắt ngay thằng đống trác mới là nhốt cỏ tận gốc. Hô rồi tế ngựa xông thẳng lên cửa quan. Đó chính là, bắt giặc nên tìm tên tướng giặc. Công cao phải đợi bậc tài cao. Trương Phi có bắt được đống trác hay không? Xin đọc hồi sau, sẽ rõ lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư. Chấm thứ nhất Đám chư hầu to quan lớn chức, nhưng vô tài vô dụng, cho nên không biết đến ba nem đào viên kết nghĩa. Viên thuộc thì ngu tối, lại kêu căng mù quáng càng không thể biết nổi. Những kẻ đó không đáng trách mấy, chứ đến viên thiệu, đó là minh chủ, lại có tiếng là tay hào kiệt, mà chẳng biết dùng người, thật đáng buồn đáng chê. Duy Tào Tháo là có mắt tinh đời, biết được anh hùng trong lúc hàng di, thật là đáng phục. Người đời cứ kêu, Tào Tháo giang hùng, mà nước giáo quyệt. Nhưng tiếc nghĩ, những kẻ tư cách còn kém xa Tháo, không nên a à dua mà chửi rủa Tháo làm gì. Chấm thứ hai Buồn thai cảnh anh hùng còn hàng di, bị những cặp mắt tầm tượng quay rẻ có ai ngờ viên nguyện lệnh đứng sau lưng công tôn toản mà sau này lên ngôi thiên tử chí tôn có ai ngờ hai người đứng sau lưng cái viên quyện lệnh đứng sau ấy nữa mà sau này làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa người đời mắt thịt chỉ biết đánh giá con người ở địa vị hiện hữu có chức phẩm chứ mấy ai đã biết xét người ở tư cách tài năng cho tới khi người ta đã làm nên sự nghiệp lớn có địa vị cao sang bây giờ những kẻ mắt thịt mới xô nhau vào mà tán tụng tài năng, cúi đầu thi lễ. Thằng ơi, dễ mà biết được anh hùng sao. Chấm thứ ba Con người có chí, có tài, khi còn gặp bước gian truân, dù có phải ẩn mình im tiếng, cũng cố kiếm lấy một nguồn an ủi cho lòng. Nguồn an ủi đó thường là một nụ cười, như ba nem quyền đức, khi phải đứng sau lưng một ông chư hầu rồi nhìn thấy mười bảy ông kia đông quân đủ tướng mà phải sợ hoa hùng thì cũng phải mỉm cười cười đời cho hả dạ vậy khoái tây nụ cười khinh đời của người anh hùng khi chưa gặp giận